again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and Bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Rồi thì ông Dave ông vừa gọi điện cho mình sau cái vụ đợt trước bị cái bọn Steve, chính xác là bị cái bọn Fred của bên FIB nó trở mặt ấy. Thì Michael chính thức bảo là ông sẽ rút ra khỏi tất cả những cái vụ liên quan như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gặp ông Solomon, nhiệm vụ hình chữ SC. Để xem bộ phim đầu tay của chúng ta đến đâu rồi. Rồi ôi, đâm mẹ nát mót mẹ mà đầu xe rồi. Rồi là rồi. Sự đời Jeep thích vãi nào. Tao. Đây. Ô cái gì kìa? Cái thằng danh con kìa, dám bắt nạt ông Solomon của tao. Chúng mày chết với tao. Á, à, ui dồi, bọn này hán thế, đánh ông già này. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chúng ta đã làm việc trên giấy tờ rồi mà. Thôi, té thôi. Bọn khốn nạn dám đánh một ông già. Hãy đuổi theo chúng. Hãy chặn chúng nó lại. Ok. Bọn khốn kia. Tại sao mình không đi cái xe xịn của mình nhỉ? Đi cái xe này thì bao giờ mới đuổi được. Rồi, cứ bật nhạc đã rồi tính. Biết mà. Phanh như cức à. Rồi ôi, thế này đuổi ra được bọn nó. Ôi cái xe cùi này. Không sao, cái xe này nó để đây là nhiệm vụ nó để đây rồi. Là mọi người vẫn đi được, là mình cũng phải đi được. Ôi, một cái góc cua này. Mẹ, bẻ lái rộng thế. Bọn này nó ra đường cao tốc mà mình biết thừa đường của chúng nó rồi. À thôi thôi, đến nơi rồi. Úi dồi ôi. Ôi cái góc cua thế này nữa. Bọn nó sẽ rẽ trái thôi. Ôi đó. Mình tưởng bọn nó đi đường này chứ. Mình nhớ có một lần mình đuổi bọn này là ở đường cao tốc cơ. Vậy là bọn nó có thay đổi quỹ đạo à? Mình mới chơi nhiệm vụ này có một lần lâu lắm rồi, đâm ra không nhớ lắm. Đâu bọn nó không vào đường cao tốc đâu, bọn nó vào đường núi. Tí nữa thì đâm. Đang cầm súng gì ấy nhỉ? Cầm bom đi. Đáp bom nổ cho nó xịn. Rồi. Thế là xong rồi, có cái gì đâu. Chỗ Hollywood, chỗ đoạn đường Hollywood vào đâu nhỉ? Quanh quanh đây thôi đúng không? Rồi mình cứ đi thong thả nào, ông đều gọi điện. Hình như đây này. Đây rồi, đến ngay trường quay rồi. You're throwing me softballs. Rum. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio? Ông ấy bảo là mình có thể đến studio được không? Có một số thứ ông cần cho mình xem. À, đồng ý thôi. Yeah, of course, I'll be right over. Mình phải lên cái xe này đã. Đề phòng mất xe. Ô, có vẻ như là tự nhiên cái vết xước ở mõm xe được làm đẹp lại rồi này. Thật là tiện quá đi mà. Đỗ xe. Đỗ xe ở chỗ dành cho người tàn tật luôn. Ê, tôi về rồi đây. Nào, ông có gì cho tôi xem nào. Ê, vào đây. Vào đây. Ui, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Chứng tỏ cái ông Solomon này cũng có cái hành động phi pháp gì đây đúng không? Nhưng tự nhiên mới nhờ Michael nhúng tay vào. Không, Michael thì sản xuất cái đấy gì đâu, cũng chỉ là đi đánh người giúp ông ấy thôi, đe dọa người giúp ông ấy thôi. Ui, hỗ trợ sản xuất Michael đi Santa, sướng sướng. Jun không đứng được nữa rồi. Cảm thấy sung sướng chưa hả? Cảm thấy như cuối cùng tôi cũng đã làm được một công việc có ý nghĩa trong cuộc đời này. Một bộ phim đấy. Được rồi Michael, đi nào. Tôi sẽ cho anh xem một số thứ nữa. Tôi nghĩ là sẽ thích nó đấy. Hey cưng à, anh chỉ muốn kể cho em biết là anh đã làm một việc rất có ý nghĩa trong cuộc đời của anh. Anh đã làm phim, một bộ phim thật sự. Gọi lại cho anh sau nhé. Trời ơi, làm được một bộ phim sướng quá. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Sorry. Rồi ôi, sao lại đuổi tôi? Tôi phải về cất cái xe đã rồi tôi đi làm nhiệm vụ của chị F. Sao nào? Hình như là mà hết nhiệm vụ rồi. Còn mỗi nhiệm vụ của chị F của Franklin này thôi. Để chúng ta về cất cái xe đi đã rồi tập sau chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của Franklin nha. Từ từ đánh dấu cái nhà đã. Biết đường nào mà về. Chắc mình đang đi về hướng nam à? Đây, ra đây đi. Cứ cất cái xe đã rồi tính sau. Oh shit.